Trông cũng xa phết đấy. Được rồi, thử xem sức mạnh thế nào nào. Chuẩn bị. Ui giời ơi, cái súng này bắn không tới được luôn à. Cứu em á, em làm sao mà phải cứu. Zombie tấn công á? Zombie mà tấn công thì em Cam còn lâu mới chạy được về đây. Tớ nghĩ là em Cam bốc phết đấy. Đâu, anh xem trên người nào. Tớ nhìn, làm gì có thấy em Cam bị làm sao đâu. Mà em Cam lại bảo là bị zombie tấn công. Tấn công xe máy xúc của em. Nó tấn công xe máy xúc của em á? Cái xe máy xúc của em đâu? Ở đâu anh nhỉ? Nhiều zombie lắm. Ui, thế thì chúng mình mau mau chạy ra xem đi. Đâu, xe máy xúc của em Cam đây nào, cậu ơi. Đây, xe máy xúc đây cậu ơi. Nhưng mà tớ có thấy con zombie nào đâu nhỉ? Không phải đâu, nhìn này, cái khẩu súng này đang bị một con zombie nó cắn vào này cậu ơi. Ui dồi ôi, một cái đầu zombie to khổng lồ, hai cái mắt rồi, lại còn đội một cái mũ gì đây cậu ơi. Nó mà cắn lâu như thế này, cái khẩu súng sẽ không thể chịu được đâu cậu ơi. Mà nhìn trên này, có một zombie khác đang lái xe máy xúc này cậu ơi. Đúng rồi, nó đang trèo lên cái vô lăng này này, để nó định lái xe máy xúc của em Cam đi đấy. Còn ở đằng sau này, cũng có một con này cậu ơi, con này mục đích của nó định làm gì nhỉ? Nó định chém lên nhà ngồi ấy. Nhím ơi, cậu có mang đủ đạn không? Vô tư đi cậu ơi, tớ sẽ cho mỗi con một phát. Này này, yeah! Một con này. Một con đã bị ngã rồi. Tiếp theo này, con này định chiếm vô lăng để lái xe. Chiếm vô lăng để lái xe này. Còn đây nữa này, con này xem nào. Con này mục đích là định cắn gầu máy xúc à? Để cho máy xúc không thể xúc được đấy các cậu ơi. Thật là nguy hiểm. Con này đấy à. Cuối cùng nó cũng nhả cái gầu xúc ra rồi cậu ơi. Xem nào, đây là những con zombie gì mà chúng to gan như vậy lại định chặn đường để chiếm lấy cái máy xúc của em Cam Cam. Nhìn này, mồm con zombie này có thể há ra ngậm vào. Trông sợ chưa? Hai con zombie này trông lạ lắm cậu ơi. Con zombie này còn thắt cả caravat này. Con này cũng thế này. Xong rồi bên người còn quấn chằng chịt vải như kiểu là xác ướp ý. Mà xác ướp này thì rất lâu rồi cậu ạ. Xác ướp này chỉ có ở thời Ai Cập thôi cậu ơi. Mà nhìn này, trên cái mũ của nó trông cứ như này mà là một cái cây kem ấy cậu ơi. Mà thôi, không quan tâm nữa cậu ơi. Tiêu diệt được lũ zombie rồi. Bây giờ chúng mình hãy lại xem cái máy xúc của em Cam có bị làm sao không đi. Để xem cái máy xúc này nào. Cam ơi, ra đây, nhận máy xúc của em nào. Em xem cái máy xúc của em có bị thiếu bộ phận nào không, nó còn hoạt động được không? Không được, vẫn đủ để em nhìn á. Vẫn đủ à? Thế thử khởi động nó lên xem nào. Để em xem nào. Có khởi động được không em Cam? Oh my god. Sao nó cứ lên rồi nó lại bị tắt thế nhỉ? Có khi nào lũ zombie làm hỏng mất máy xúc của em Cam không? Vâng, lúc nãy em vẫn đi được mà. Thì lúc nãy em đi được, nhưng mà bị cái lũ zombie nó trèo lên, nó phá quách rồi. Anh sợ là nó hỏng rồi. Bây giờ khởi động có lên được đâu. Bây giờ làm thế nào bây giờ? Để em về lấy đồ sửa chữa. Đúng rồi, cái máy xúc như thế này thì cần phải có đồ sửa chữa. À, em Cam có đồ sửa chữa. Ui, chuyên nghiệp thật đấy. Nhà em Cam cái gì cũng có nhỉ. Đây á, đây là hộp đồ sửa chữa máy xúc à. À, có một bát gấu này, có một cái búa này và một cái cờ lê. À, thế đây đúng là hộp đồ sửa chữa rồi. Bây giờ chúng mình cùng mở ra xem nhé. Wow, bao nhiêu các cái lỗ này để làm gì vậy em Cam? À, để cái tô vít này à. Tô vít này. Cái này là cái gì vậy cậu? Đây cũng là tô vít. Đây cũng là tô vít à. Ồ, ở đây còn có một cái ốc vít này. Đâu đưa đây để anh xem anh sửa cho xem nào. Đây, Cam cầm cái búa này thử gõ xem nó có hỏng không nào. Còn anh sẽ sửa ở chỗ ổ điện này. Phần căng được rồi đấy. Để xem lốp này có lon không nào. Lốp vẫn căng. Vẫn được đấy. Để tớ sẽ lắp cho nó một cái bánh răng vào lốp này để cho nó chạy được này. Xong chưa Cam ơi? Thế thì anh em mình sửa chữa xong rồi đấy. Nào, Cam thử lên, khởi động lại cái xe xem nó có đi được chưa nào. Thử khởi động lên xem nào. Nó lên rồi kìa. Nó không bị tắt rồi kìa. Em Cam thử đạp xem nó có đi không. Bây giờ em phải đi xuống đất rồi.
máy xúc của em đâu? Đây à? Ui dồi ôi, cái máy xúc này mọc nốt đầy ở trên những cái cần này rồi. Nốt đỏ này, nốt vàng này này. Nhưng mà ở đây nó có cái dịch gì chảy ra ấy cậu ơi. Đừng, tất cả mọi người tránh xa ra, không được động vào những cái dịch này, để bác sĩ khám ra. Nhưng mà tại sao cái máy xúc của em Cam tự nhiên lại đổ bệnh như thế này nhỉ? Thật là khó hiểu. Cậu chờ chút, bây giờ thử khám vào cái cần này xem nào. Ồ, cái cần này đang yếu lắm, thế nên là nó không thể múc được. Khả năng cao, tôi nghĩ là nó bị nhiễm virus cậu ạ. Cái vô lăng này cũng rất là trơn này, thế nên là nó rất là lỏng lẻo cậu ơi, nhìn này. Mặc dù không di chuyển, nhưng cái vô lăng này nó cứ lăn ý. Ở đây cũng có cái dịch ý này. Đừng động vào nha, em Cam cẩn thận đấy. Để anh thử xem đây là cái dịch gì nào. Máy xúc sẽ bị đau. Yeah. Cậu ơi, ngày càng dài ra vậy. Nhìn nó gớm ghiếc chưa này. You. Ui. Có khi nào vừa lúc nãy lũ zombie cắn vào cái máy xúc này, bây giờ nó mới phát bệnh không nhỉ? Cậu chờ tới một tí sẽ biết ngay thôi. Cậu làm gì thế? Rất nhiều vi khuẩn cậu ơi. Vi khuẩn ở cái nhất này á? Đúng rồi. Thế thì đúng rồi. Tớ đã nghĩ ngay từ đầu rồi mà. Lũ zombie cắn vào cái máy xúc, thể nào máy xúc cũng bị nhiễm bệnh cậu ơi. Và bây giờ máy xúc của em Cam bị nhiễm bệnh thật hay? Đây là những cái dịch do con zombie nó để lại cậu ạ. Trong dịch này rất nhiều vi khuẩn. Chính vì vậy mà nó đang làm cho cái máy xúc này bị ốm. Bị mọc nốt, mọc đầy nốt ở cần này các cậu ơi. Đây này, cái cần này, cậu nhìn này, cũng có dịch chảy từ trên chảy xuống này. Tất nhiên là chúng mình sẽ phải chữa bệnh cho máy xúc rồi. Em yên tâm đi, anh đã bác sĩ giỏi mà. Bây giờ anh sẽ tiêm một liều sát khuẩn vào cho máy xúc của em nhé, để máy xúc của em không bị vi khuẩn xâm nhập. Tiêm vào cái cánh tay máy xúc này, sau đấy mình sẽ phải ngồi, mình gắp những cái này ra cậu ơi. Đấy, đây là những cái nhớt này, cái dịch của con vi khuẩn này. Yêu ơi. Đây, mình sẽ phải gắp hết chúng ra. Ui giời ơi. Nếu không thì máy xúc sẽ không thể khỏe lại được đâu. Còn trên cái cần này nữa này cậu ơi. Yêu. Cái này màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu vàng, có hết luôn này. Rồi, tớ đã gắp hết ra rồi đấy. Anh em ơi, con nhưng mà nút ra ở trên cần đi. Đây này cậu ơi. Những cái nốt tròn này thì chúng mình sẽ xử lý như thế nào? Liệu một mũi tiêm có giúp máy xúc hết các cái nốt này không? Không được đâu cậu ơi. Đây là những cái vết mà nó đã phát bệnh ra rồi. Chính vì vậy mà mình phải bôi thuốc trước đã. Đây này. Rắc thuốc vào từng cái nốt này này. Rồi, sau đó mình mới gắp những cái nốt này ra thì máy xúc mới không bị đau cậu ạ. Đấy. Đấy. Rất là nhiều những cái nốt mọc bệnh này luôn. Đúng rồi đấy, em Cam nói rất đúng. Mình phải cho máy xúc uống thuốc đã. Đây, ở đây anh có một viên thuốc bổ. Sau khi máy xúc đã được chữa khỏi thì mỗi ngày em sẽ cho máy xúc uống một cái viên thuốc này, nhớ chưa? Em biết rồi. Được chưa bác sĩ Nhím? Tớ nghĩ là máy xúc này đã khỏe rồi đấy. Cam đâu, thử lên lái máy xúc xem máy xúc có lái được không nào. Rồi em thử lái đi xem máy xúc có đi được không. Máy xúc lại đi được rồi này. Thế còn cái cần nữa, em Cam thử cái cần đi xem cái cần có hoạt động được nữa không. Cần đi lên đi xuống được rồi này Nhím ơi. Ôi, toát hết cả mồ hôi. Thế là cái máy xúc của em Cam đã được chữa khỏi bệnh rồi đấy. Thôi, trời cũng tối rồi, em Cam mau đi về đi. Bye bye em Cam nha.